Em chung lia hia với hoang dã Thái đi anh. Rồi rồi, tới công chuyện luôn, theo yêu cầu của anh em luôn nha. Giờ thì chuẩn bị nước nè, lá bàn khô, set up cái hồ để ép cá lia hia đồng với hoang dã Thái đó nha. Thì ép mấy con hoang dã này nè, mình tạo cái môi trường tự nhiên nha, cho nó có rong, có bèo, có lá bàn gì đó, cho nó tự nhiên, nó rất là thích luôn nha. Thả thêm ít bo bo, cho nó đẻ ra bo bo con luôn. Bữa giờ mấy ông suối tôi ép Maha Chai với Li Hia nè ha, Island với Li Hia. Nhưng bữa nay tôi ép con Esplenden Red này nè, với con cá mái Li Hia nha. Đây là con cá mái Li Hia nè, đó, đuôi đỏ, size nó cũng bự lắm nha, thả vô ép luôn. Hy vọng là nó sẽ ra cái màu cá Li Hia mà đuôi dài nha, đó, lông theo á. Theo kinh nghiệm của tôi á, thì thấy á, con cá mái á, nó sẽ giữ cái bộ màu Li Hia và nó đi theo cái form của con cá trống nha, đuôi dài. Nói chứ anh em cứ theo dõi đi, đó, quá trình nuôi nó rất là lâu, không biết nó có đẻ, có ăn trứng không nữa nè. Có gì á, ngày mai tôi ra thăm coi có trứng không nha, cập nhật tiếp cho mấy ông xem. Rồi, giờ thì che lại cho tụi nó làm việc đi. Giờ thì đi soạn cá gửi cho anh em nè. Bữa nay cũng được anh em chốt mấy con Esplenden Red nè, đuôi dài, rất là đẹp nha. Hy vọng cái bầy Lai với Lia Hia nó ra mấy cái kiểu đuôi như thế này là ok rồi nè. Đuôi dài, rồi cái mình Lia Hia, cái màu Lia Hia vậy đó. Còn đây là mấy con cá gửi cho anh em nè. Đây là bạn nữ nha, Hải Băng. Đó, có mua mình mấy lần rồi. Bữa nay chốt một cặp Esplenden Red luôn nè. Đó, nữ mà rất là đam mê nha. Bên đây thì một số bạn chốt Island nè, đó, Blue với Rin, vô bọc thì nó nhạt màu nha, về chơi là nó sẽ hồi lại. Rồi, cần cá thì ới tứng ngang.